Xin chào anh em, khoảng một tuần rồi mới lên clip lại. Hôm nay cũng có một ít đồ nghề dụng cụ Nhật bãi tuyển chọn ha anh em, hàng cũng khá ok đẹp, chia sẻ cho anh em sưu tầm và sử dụng. Anh em nào có nhu cầu cho sử dụng công việc của mình thì anh em liên hệ với em, số điện thoại là 0397193224. Cách mua hàng thì anh em chuyển khoản đơn hàng 350 trở lên thì em sẽ bao phí gửi. Còn nếu mà gửi COD nhận hàng thanh toán tiền thì anh em trả thêm phí gửi cho bên giao hàng giùm em. Rồi, mình lên cái mã đầu tiên nha anh em. Mã đầu tiên là 58/1. Hai cái cần taro tự động. Đây hai cái cần taro, một cây tự động, một cây thường. Hàng của Nhật ha anh em. Cái này tự động hai chiều. Nó kẹp từ 10 ly trở lại ha anh em. Đây, hoạt động ok ha anh em. Đây mức giữa. Có rất là đẹp ha anh em. Cái này cũng vậy, cái này khoảng 10 ly trở lại luôn ha anh em. Đây là cây thường, còn cái này là cây tự động. Rồi. Rồi. 58/1 với 270 anh em. 58/2 là hai cái món mini, cây tự động 1/4 và một cây mỏ lết mini. Cây này là 100 ml anh em, rất là nhỏ. Hàng của top. Đây còn rất là đẹp. Hàng bọc còn rất đẹp anh em. Logo rất là ít anh em, cực kỳ ít luôn. Đây là một cây tự động của 1/4 của KTC. Đây. Đầu 1/4 anh em. Cái đồ này cũng có độ gơ nhẹ anh em, mà cái thường cái loại này thì nó gơ dữ anh em, cây nào cũng gì hết. Đây, hoạt động ok anh em, hai chiều. Mấy cây nhỏ của KTC thì hiếm gặp lắm anh em. Đây. Đây thì nó có chóp xóc xi tí nè anh em. Đó. Cái này có chóp xóc xi ha. Rồi. Năm mươi tám trên hai giá 300 anh em. 58/3 là một cái băng me Mitutuyo. Đây 0.25 ml 0.01 là có nghĩa là cái độ xe lở đó anh em. Mình thấy thì còn khá đẹp anh em. Đây cốt, đây cốt còn khá đẹp, hoạt động ok anh em. Đây đây nó miếng dao băng anh em. Rồi 58/3 giá 300 luôn anh em. 58/4 một bộ vít tự động góc hẹp hai chiều của một Vietcell và Sung Lan. Đây cây này là của một Vietcell nè, rất là đẹp anh em, hai chiều giữa. Đây, có một đầu nhọn và đầu dẹp, đầu ba ke và đầu dẹp anh em. Vít này lùng hay là vít lùng anh em, rất là đẹp của vì sao cây này hiếm gặp anh em. Cái thứ hai là cái tự động góc hẹp, đây có thằng Sung Lan đây hai chiều ok, đây hoạt động ok anh em. Theo là bộ đầu vít, đây BH1, BH2, BH2 và đầu dẹp. Đây là cái đầu nói của vì sao luôn anh em, để anh em nói vô cái đầu vít này nè, nói dài ra. Đây, nói dài cái đầu vít này ra đó, mình cũng thể nói vô đây luôn, nói vô cái cây góc hẹp là luôn đó. Năm mươi tám trên bốn giá 300 cho bộ vít góc hẹp luôn anh em. 58/5 là một cây dao cạo râu xưa thép nguyên đúc nguyên khói anh em. Đây bữa nó còn chữ luôn nè, nguyên zin chắc thép nó cực kỳ đẹp anh em. Đây của Đức anh em.
Đây lửa cực kỳ đẹp anh em, hàng của Đức anh em nè, mấy anh Germany nè, đây mấy anh gặt mini anh em, đây còn rất là đẹp. Cái này cho anh em sử dụng và sưu tầm cũng ok, chắc thép còn cực kỳ đẹp, thép cực kỳ đẹp luôn anh em. Cái này anh em về phải mài xương lại anh em, lửa nguyên zin nguyên bản, quá đẹp, dao này đẹp quá. Rồi $58/5, giá 350 anh em. $58/6 là hai cái kìm kẹp ốc gãy anh em, ốc gãy ốc tà đầu á. Chiều dài của cây này thì nó sẽ là 16 cm. Đây cái đầu nó có túm túm như này nè, răng răng trong răng ngoài nè, đó cái đẹp, hàm cắt luôn nè, hàm cắt còn cực kỳ thích luôn. Đây không hở sáng nè, đó cây thứ hai, cái hai cũng 16 cm luôn anh em, còn rất là đẹp. Đây nó cũng cái hàng nó cũng gì nè anh em, đó nó để cao ốc tà đầu và ốc gãy anh em, hiếm gặp. Đây là thương hiệu nó nè anh em, thương hiệu nó nè, đây hai cây thương hiệu nó hết, bao nhựa còn rất là đẹp anh em. Cây này có hơi rám nhẹ trên đây tí nè. Rồi $58/6, giá 300 anh em. $58/7 là một cái kìm cắt cộng lực. Đây thương hiệu nó đây, anh em đọc em, giờ này thương hiệu nó nè. Chiều dài cái này tính từ cái cán dài nhất thì nó sẽ là 16.5. Lưỡi bọng nó còn full lưỡi, rất là đẹp anh em nè. Cộng lực cắt thử cho anh em xem. Đây cắt quá ngọt luôn nè, rất cực kỳ ngọt, là nó cộng lực mà cắt ngọt như đường vậy. Rồi 58/7, giá 250 anh em. 58/8 là một cái kìm cắt của Hùng Victor. Cây này chiều dài nó thì 19 cm, hiếm gặp anh em. Cái cây dài dài này hiếm gặp, 19 cm hiếm gặp. Mẫu này anh em, mẫu này là hiếm gặp. Đây cắt thử dây điện cho anh em xem, cắt ngọt sớt luôn anh em. Đây cắt ngọt sớt luôn. Rồi tay nhựa thì cũng khá đẹp anh em, cũng có cấn cấn xước xước dâm. Tay của thằng Victor, lưỡi bọng còn ok anh em, nguyên phun lưỡi. Rồi $58/8, giá 200.000 anh em. $58/9 là một cái kìm cắt cộng lực. Cái này lạ anh em, cái tay nhôm này là đầu, đầu thép. Cái lưỡi nó chỉ hở có khoảng cái lưỡi nó hở khoảng 3 ly anh em, nó hở, cái lưỡi nó hở khoảng 3 ly à. Đây cái chiều dài của cây này thì nó sẽ là 21 cm. Cắt thử cho anh em xem nè, cắt thì ngọt xớt cho anh em, mà cái độ hở thì khoảng 3 ly thôi, nó không hở nhiều. Đây thương hiệu ở đây nè, $58/9, giá 300 anh em. $58/10 là một cái kéo bếp của Đức, của Germany anh em. Đây nè, đẹp Pani nè. Cây này chiều dài của nó thì 20.05 cm. Hình thức thì rất là đẹp, lưỡi bọng được còn rất là đẹp, chắc sắc anh em. Đây $58/10, giá 300 luôn anh em. $58/11 là một cái kéo nhấp của thằng USA anh em. Cái này chiều dài khoảng 16.5 cm,
còn rất là đẹp. Đây, lửa bọng còn rất đẹp anh em. Keo nhấp. Đây, mấy đủ ra luôn anh em. Đây thương hiệu ở đây. Và giờ thì con cắn cắn đây chút anh em. Cắt cũng khá ok, cắt giấy thì cũng như bình thường thôi nè, cắt nó ngọt ngọt luôn nè, cắt giấy ngọt sớt luôn hả. Rồi. 58/11, giá 300 anh em. 58/12 là một cái kéo cắt cành chữ A. Cái lưỡi này là lưỡi phun thép anh em. Đây lưỡi này nó không có ghép nhưng mà nó là lưỡi phun thép luôn, thép carbon anh em. Đây là cái lưỡi nguyên khối thép carbon luôn anh em. Đây, hình thức thì còn rất là đẹp anh em. Lưỡi bọng nó còn phun lưỡi luôn anh em nè, phun lưỡi luôn, không mẻ không gì hết. Đây thương hiệu ở đây. Ốc đồng kéo chữ A. Cây này thì nó dài 17.5 anh em, gần 18. Đây. Hình thức thì rất là mới. Lưỡi phun lưỡi anh em. Đã vệ sinh và làm bén anh em. Đây đóng một chuyện đây nữa nè. Đây đây luôn. Rồi. 58/12, giá 600 anh em. 58/13 là một cái kéo cắt cành của ARS. Đây, cây này cái chiều dài của nó là 20, hơn 20 anh em. Khoảng 20.05. Đây, lưỡi thì phun lưỡi anh em. Đây, phun lưỡi không mẻ không bọng gì hết, đã vệ sinh và làm bén. Đây. Nó mé lên mé ra băng luôn anh em. Tay nhựa thì còn liền đẹp, không có bị cắn mẻ anh em. Đây, kéo này rất là sắc. Đây, cái này là phá lưỡi anh em. Cây này mỏng rất là đẹp anh em. Rồi. 58/13, giá 400 anh em. 58/14 là một kéo cắt cành thép đúc nguyên khối. Cây này lưỡi lớn anh em. Cây này chiều dài của nó. Cây này chiều dài của nó là 20.05 cm. 21 cm anh em, cây này dài 21 cm. Đây, cây này là lưỡi lớn anh em. Đây, đóng mộc chuyện đây. Mộc đây. Cây này rất là đẹp. Phun lưỡi anh không mẻ anh em, đây cái lưỡi phun luôn anh em. Không mẻ luôn. Rồi rất là đẹp. Dài 21 cm, lưỡi lớn anh em. Rồi. 58/14, giá 600 anh em. 58/15 là một cái kéo cắt cành chữ A lưng gù anh em. Cây này hiếm anh em. Lưỡi nó không có ghép nhưng mà phun carbon anh em. Lưỡi nguyên lưỡi phun đúc nguyên carbon luôn, nguyên khối, lưỡi nguyên khối carbon. Nó còn dữ hơn là cái lưỡi lép thép ghép nữa anh em. Đây hình thức thì còn rất là đẹp. Lưỡi thì phun lưỡi anh em, đây phun lưỡi nè. Không mẻ không gì hết, để vệ sinh anh em, vệ sinh cho làm bén lại. Đây thương hiệu ở đây. Đây. Chữ A anh em. Lưng gù. Cây này thì chiều dài của nó là 20 trên 20 anh em, trên 20. Nó trên 20. Đây, dáng hình rất là thông anh em. Mấy cây này giờ hiếm gặp. Rồi. 58/15, giá 800 anh em. 58/16 là một cây cặp xéo bonsai của Trăng Mát anh em. Cây này thì chiều dài của nó chắc 20.5 quá. Rồi 20.5. Đây. Miệng bọng của nó thì phun lưỡi anh em, không mẻ không bọng gì hết. Đã vệ sinh lại anh em. Lưỡi còn rất là đẹp. Thích không hở anh em. Lưỡi rất đẹp.
của trang mắt anh em. Rồi. 58/16, giá 680.000 anh em. 58/17 là một cái cặp tròn thép trắng anh em, cặp tròn thép đúc nguyên khối mà thép trắng. Đây thương hiệu ở đây. Đây, mọc chuyện hai bên luôn anh em. Đây phun lưỡi không mẻ luôn anh em. Còn nguyên bản không mẻ không mông gì hết. Chiều dài của cây cặp xéo này thì nó sẽ là 205 luôn anh em, 205 cm. Tức còn rất là đẹp anh em. Rồi. 58/17, giá 1,2 triệu anh em. 58/18 là một cây mỏ lết thao tác nhanh, hàng độc anh em. Đây anh cho em kéo lên kéo xuống nè, anh em muốn đưa bước nào thì anh em đẩy về bước đó thì nó ngừng lại nè, đó nó gì đó. Hình thức thì còn rất là đẹp anh em, hàm bọng ở đây còn rất khá đẹp, hàng xưa anh em. Đây, hàm bọng còn rất đẹp, mà sau lưng nó hơi rám rám anh em. Đây, USA anh em, USA nè, USA. Đây nó có khẩu này nè, khẩu này nhớ không lầm là khẩu 17 anh em. Cái chiều dài của cây này nó sẽ là 205 luôn anh em, 205 cm. Lớp thao tác nhanh. Rồi. 58/18, giá 500 anh em. 58/19 là một cái kìm bấm cho thợ hàng hoặc là thợ gỗ cũng được. Cây này của Vyrip hàng xưa, sản xuất năm 1990 anh em. Hình thức thì còn khá mới của Vyrip anh em. Đây. Cái này dòng 6R anh em. 6R thì nó sẽ dài khoảng 16.5 đó anh em, 16.5 cm, hình thức còn khá đẹp anh em. Đây. Rồi. 58/19, giá 400 anh em. Đây nó có đóng máy ra đây luôn anh em. Rồi. 58/20 là một cây kìm bấm chết hàng xưa của Nhật. Cái này cây hiệu con cua anh em. Chiều dài của cây kìm bấm này thì nó sẽ là 219 cm. Đây răng hàm thì anh em rất là đẹp. Đây răng còn cực kỳ đẹp anh em, không mẻ răng nào, không cắn răng nào luôn anh em. Cái gần như chưa sử dụng anh em, cái gần như chưa sử dụng. Hiệu con cua anh em, hàng xưa thép nó rất là chắc, nó không thua kìm bấm Mỹ đó anh em. Rồi. 58/20, giá 400 luôn anh em. 58/21 là một kìm bấm chết của thằng Scatman. Cái này thì size 10 anh em, nó dài 22,5 cm anh em. Thích thì còn rất là mới, gần như chưa sử dụng vậy anh em. Đây, răng hàm nè, còn cực kỳ đẹp luôn, bán cạnh anh em. Đây, rất là đẹp. Đây, cái đầu ta anh em, rất là mới. Đây cái mã của nó đây. Scatman. Rồi. 58/21, giá 1,1 triệu anh em. 58/22 là cây kìm bấm chết Vyrip dòng xưa. Cây này là sản xuất năm 1980 của Vyrip anh em. Hình thức thì chưa sử dụng hay nè, cái này chưa sử dụng, cái này là chưa sử dụng luôn. Đây răng hàm nó tuyệt vời luôn anh em. Dòng này là dòng 10CR hay nè, 10CR nó có răng ở đây nè.
Chiều dài cái này cũng 22,5 cm anh em. Rồi. 58/22, giá 1,2 triệu anh em cho cây này. /23 là một cây kìm mỏ quả. Đây thương hiệu ở đây anh em, là thương hiệu nè. Spen giao băng luôn nè, cây này để làm giống thịt cây của Đức, mẫu của Đức vậy nè. Chiều dài của nó thì 250 mm, hơn 250 mm. Cái hàm nó hàm ở giữa này nè, nó kết cái kế giữa. Nhìn răng nó nhìn như chưa sử dụng anh em. Rất là đẹp. Tay nhựa thì cũng có cắn cắn dày chút đỉnh anh em. Cái này hiếm gặp anh em. Rồi. 58/23, giá 370.000 anh em. 58/25 là một cây kìm con cá của Lotte. Cây này nó dài tới 25 cm anh em. Cây này cực kỳ hiếm gặp anh em. Đây cái hàm nó hàm cong nè, cực kỳ hiếm. Cây này thì gần như chưa sử dụng nữa nè. Đây. Trên lưỡi thì cái hơi đấm đám em chưa vệ sinh kỹ nữa nè. Đây. Này anh em về vệ sinh lại. Đây, Lotte nè. Kìm hay lỗ của con cá anh em. Đây, của Lotte. Lotte cũng con tôm luôn đó. Rồi. 58/25, giá 250 anh em. Cái này 24 chứ. Kìm con cá này là số 24 này nè, 58/24 này nè, chứ không phải 58/25. Đây. 58/24 kìm con cá này nè. Đây. Nãy viết lộn số anh em. 58/24, giá 250 cho kìm con cá này anh em. Rồi. /28/25 một cây vít đóng tự động đầu 1/2 mũi 8 mm của thằng KTC anh em. Của KTC nè, nó đầu khẩu nó là khẩu 1/2. Đây mũi 8 mm anh em. Mình thích thì còn khá đẹp anh em. Đây. Sử dụng xương xương thôi. Cây này thì hiếm gặp anh em, KTC á, cực kỳ đẹp. Đây đóng dao băng luôn anh em. Rồi. 58/25, giá 800 hay nè. 58/26 cũng là một cây vít đóng tự động. Cây này thì cũng vì sale. Cây này non 2,5 anh em. Đây sao băng hình thức còn rất là mới. Nó cũng là đầu 1/2, mũi 8 mm. Đây mũi là mũi theo gin của nó luôn anh em. Mũi là mũi BH2. Đây mấy sao băng vì sale. Cây này phải sử dụng xương thôi anh em. Này còn rất là đẹp. Cái này nặng gần cả ký đó anh em. Rất là đẹp. Rồi. 58/26, giá 750 anh em. 58/27 cũng là một cái vít ống tự động của Vsel. Cây này thì nó đời cao hơn. Nó là nô 2008, cái lực đóng nó sẽ nặng hơn anh em. Đây. Cái này cũng nặng gần cả ký anh em. Mình thích thì mới sử dụng xương thôi. Nó là đầu 1/2, mũi 8 mm. Đây đầu 1/2 anh em, còn rất là đẹp. Mà gần như chưa sử dụng luôn, chỉ sử dụng xương nhẹ thôi.
Đây, có mấy dấu nhẹ nhẹ, cắn cắn nhẹ nè anh em. Đây. Cái này thì nó nô 2.500 anh em. Này. Nô 2.500 nè, con này thì 2.800, nó sẽ lực đóng nó nặng hơn anh em. Rồi. 58/27, giá 850 anh em. 8/28 là một cây thước kẹp của thằng Mitutoyo. Đây. 15 cm Mitutoyo. Hình thức thì còn rất là mới anh em. Nó sử dụng lướt nhẹ thôi, lướt xương thôi. Đây, rất là mới. Đây, số bọn mình còn cực kỳ rõ ràng anh em. Đây, cực kỳ khít, rõ ràng. Quân hợp anh em, có hợp luôn anh em. Rồi. 58/28. Giá 450 nha anh em. 58/29. Là một cái cảo hai chấu của Đức, của Germany anh em. Thì cái chiều dài của cái cảo này từ đầu tới đuôi thì nó sẽ là 24.5 cm. Đây, nó là bung tự động anh em, có lò xo bung tự động nè, nó. Đây. Này của Đức anh em, mấy anh Germany nè, đó. Đây có thương hiệu ở đây. Kuko nè, đó. Đây này anh em, cho anh em xài những cái đồ nhẹ nhẹ anh em. Đơn giản nhẹ đây, cái đầu bi nó còn rất là đẹp nè anh em. Cái đầu trượt tâm nó còn rất là đẹp nè. Nó chỉ dùng lướt, sử dụng lướt thôi anh em. Đây, còn rất là đẹp. Về ngang qua của nó thì chưa bung thì khoảng 10 cm anh em, 10 cm. Cái này hiếm gặp anh em, cho anh em sưu tầm và sử dụng cũng được. Rồi. Okay. 58/29, giá 1.100.000 anh em. 58/30 là một cái vít tự động hai chiều của Mỹ ha anh em. Đây, tự động hai chiều của Mỹ. Anh em lắc cái này ra thì anh em đảo chiều lại, đó. Lắp qua bên đây thì đảo chiều bên kia đó. Đây, đặc biệt có cái là nó có chế độ gặt gù hay nè, góc này nè, đây cái khóa nè, em đẩy cái là dính luôn cứng nè, thấy không đó. Đó, để lên em bấm đây là nó cứng nè, nó đẩy qua thì nó, anh em xài bình thường đó, nó bấm lại cứng. Đây thì nó có xem một cái hộp mũi nè, cái hộp mũi này thì nó không phải ghim của nó hay nè, mũi này của Nhật hay nè. Tại về nó không có mũi, em thêm mũi Nhật vô, nó là BF1, BF2 và mũi dẹp anh em. Nó có 2, 4, 6 mũi anh em. Chiều dài của cái vít này là nó khoảng 20 cm anh em. Đây, đây nè, USA nè. Đây, USA. Dưới đây nó cũng đóng USA nè, đó. Thực sự rất là đẹp. Rồi. 58/30, giá 300 anh em. 58/31 là một cây vít cân lực hai chiều của Tonichi. Đây, giải lực nó đây anh em, nè. Giải lực nó là 100 này nè, 100 cm nè, CNM nè, Tonichi. Hình thức là chưa sử dụng anh em. Đây, chưa sử dụng. Chiều dài của cây vít này nó sẽ là, nó là vít đĩa ha anh em. Chiều dài cây vít này nó sẽ là 27.5 cm. Hình thức thì chưa sử dụng ha anh em. Rồi. Đây, nó còn tem bọng đầy đủ ha anh em. Rồi. 58/31, giá 500 anh em. 58/32 là hai con dao gập vỏ cấp điện. Hai con dao gập vỏ cấp điện anh em. Đây. Chiều dài của nó là khoảng 24 cm. Tức thì lưỡi rất là đẹp anh em. Lưỡi còn phun luôn, lưỡi còn mới sử dụng xương nhẹ thôi anh em. Cực kỳ đẹp. Đây cái lỗ này cũng lỗ tuốt dây điện nè, sau lưng này cũng tuốt dây điện luôn nè, cái lưỡi trong đây nè để gặp tuốt dây điện anh em.
Mai thứ này khá đẹp, full lưỡi anh em, lưỡi không mẻ không mọng gì hết, còn cực bén. Đây, những cái độ dày của cái dao này thì nó là khoảng 3 ly anh em. Đây rồi, năm mươi tám trên 32, giá 470.000 cho hai cây dao này anh em. 28 trên 33 là một cây dòi xịt rửa dòi nước anh em, của thằng Kakudai, hình thức thì còn khá mới anh em, cực kỳ mới. Đây full đã test ok anh em, chức năng đầy đủ. Rồi, 58 trên 33, giá 350 anh em. 58 trên 34 là một cái súng xịt hơi của Kinky mấy sa băng. Đây này cái bét này bét dài anh em, bét dài mà khuôn đồng anh em, bét đồng. Thứ thì còn rất là đẹp, đã test ok anh, không xì bọng nữa chứ anh em. Đây khá đẹp anh em. Rồi. Đây cái sa băng anh em của Kinky ha. Nè. Rồi. 58 trên 34, giá 300 luôn anh em. 58 trên 35 cũng là một cây súng xịt hơi Kinky. Đây mấy anh sao băng, cây này cũng là cái mỏ dài, cây này cái mỏ nó bằng đồng luôn anh em, cái bét bằng đồng luôn, thứ thường là khá đẹp anh em, nó cũng có hơi gắm xi ngoài da một tí anh em, nhưng mà chất lượng thì ok anh em. Rồi, 58 trên 35, giá 300 luôn anh em. 58 trên 36 là một cây súng xịt hơi và xịt rửa luôn. Đây, của Kinky luôn anh em, mấy dao băng nè. Kinky luôn. Đây của Kinky nè. Kinky, mấy dao băng luôn, anh em có thể xài được cái súng hơi. Khỏi bụi thì kia nọ cũng được, nhưng mà anh em có thể xịt dầu rửa, xịt nước cũng được. Nếu anh em cần rửa máy, rửa bọng gì ra đây là có full dây zin của nó luôn này nè. Dây chống cặn luôn nè, đó, nó có dây nắp chống cặn luôn nè. Full dây luôn anh em. Dây nó rất là dài, chắc cỡ 4-5 mét gì đó, 4-5 mét đảo lợi. Thấy thì khá đẹp anh em. Cây này thì cái súng này thì nó chiều dài của nó là khoảng 45 hay 45 cm. Hiếm gặp anh em, hiếm gặp một khuôn dây gì lắm, cực kỳ đẹp luôn. Vừa xịt hơi vừa xịt rửa luôn anh em. Đem sọt hơi ra, sọt cho nước là anh bấm rồi văng nước ra. Còn không thôi thì anh xài cái súng xịt hơi bình thường. Rất là đẹp. Rồi, 58 trên 36, giá 650 anh em. 58 trên 37 là một cây đầu chuyển cho máy bắn vít, có nghĩa là góc hẹp đó anh em. Đây, em thấy bẻ cong nè. Đây của Sung Lan anh em, đây của Sung Lan nè, mấy dao băng luôn nè, đó. Đây, dao băng luôn anh em. Sung Lan. Anh em xài coi súng bắn vít anh em, súng máy bắn vít thì cũng được. Chiều dài của nó thì khoảng 30 cm anh em. Rồi, đầu nó thì 6.3 anh em, đầu thông dụng á. Rồi, 58 trên 37, giá 250 anh em. 58 trên 38 là hai cây vít dẹp, hai vít dẹp, hai cây vít dẹp này hàng hệ hai anh em. Đây hai cây vít dẹp, một cây của Snap-on USA, cây này chiều dài của nó là 25.5 cm, là 26 anh em, 26 cm. Đây tức thì hàng xưa anh em, nó hơi rám nhẹ đây nè, nhưng mà cái đầu thì còn rất là đẹp. Đây cực kỳ đẹp, Snap-on đỉnh của chớp anh em, hàng Snap-on thì rồi phụ tùng nó là biến số 1 rồi, rất là đẹp. Cây này dít dẹp, cây thứ hai cũng là cái dít dẹp lùng, mà cây này cũng hàng đỉnh luôn, cây này của Pha Cơm của Pháp. Đây Pha Cơm nè, đó răng này anh em, của Pháp nè, hàng đỉnh luôn anh em, hai cây là đỉnh luôn, giá thì cũng không mắc. Đây cây này dít lùng anh em. Rồi, 58 trên 38, giá 300.000 anh em.
58/39 là ba cái vít đóng của Vicell cán gỗ anh em. Hàng này cũng là hàng hiếm gặp luôn anh em. Đây. Ba cái vít đóng cán gỗ gần như chưa sử dụng luôn anh em. Có cây này sử dụng xương, còn hai cái này chưa sử dụng. Đây, nó đầu BS1. BS2. Hồi đầu rất là đẹp anh em. Giờ cái mũi dẹp. Đây của Vicell. Cán gỗ. Vít đóng. Cây dài thì nó sẽ là 23. Hai cây tiếp theo thì nó sẽ là 18.5. Rồi 18.5, 18.5 và 23 anh em. Rồi, hình thức còn rất là đẹp. /39, giá 300 anh em. /40 là 4 chi vít của thằng Hozen và thằng KTC. Đây. Có 3 cái dài anh em. Ba cái dài. Nó dài là 40 cm anh em. 40 cm của thằng KTC nè. Cái này có KTC nè, cái này có Hozen. Hai cây Hozen. Hai cây Hozen thì một cây ba cây, một cây dẹp. Đây đầu cái đầu BS2 anh em, còn rất là đẹp. Giờ tiếp tục cây này là cây ngắn, cây này khoảng 22.5, cây này cũng của Hozen. Đây Hozen. Cây này thì cái đầu cũng BS2 luôn anh em, còn cực kỳ đẹp. Đây. Ba cây đầu còn cực kỳ đẹp anh em. Dài 40 và 23. Rất dài, hiếm gặp mấy cây này lắm anh em. /40, giá 500 anh em. 58/41 là một con dao đi rừng làm vườn, có thể chặt xương cũng được anh em. Giá thép thì thép hai lớp. Cây này thì hàng nó hiếm gặp anh em. Sàn lớn. Cây này dài là 36,5 cm. Cái bản nó là 6. Cái độ dài của lưỡi là 18. Cái da nó dày thì khoảng 7.8 mm anh em. Cái này hàng hiếm gặp anh em. Đây lưỡi hai lớp, dao hai lớp, thép hai lớp. Rất là đẹp. Đây mặt chuyện đầy đủ anh em. Cái này cái cán nó được cán giá tỵ anh em, bằng gỗ giá tỵ á. Hàng này hàng hiếm gặp anh em. Size lớn anh em. Thường thường thì nó khoảng 5 thôi, có bản 5 thôi. Còn cái này là bản nó tới 6. Rồi. 58/41, giá 800 anh em. 58/42 là một cây cưa cắt cành, cưa ship cắt cành gom boy. Cây này thì cái lưỡi nó 24 cm. Tổng chiều dài của cây cưa thì nó là 50 cm, 50,5 cm. Đây lưỡi thì full lưỡi, không có bị mẻ bọng như đang lưỡi như chưa sử dụng anh em. Cái còn rất đẹp, hơi rám rám nhẹ đồng tí này, nhưng mà không lạnh đề, không ảnh hưởng gì hết. Rất là bén nha anh em. Cái gần như chưa sử dụng cái lưỡi, gần như chưa sử dụng luôn. Rơm boy. Lưỡi 240 mm. Đây cán bọng đây. Cán nó ra băng luôn anh em, đó. Rồi. 58/42, giá 370.000 nha anh em. 58/43 là một cây cờ lê đa năng 8 đầu 8 số anh em. Đây thương hiệu nó nè. Đây nó số của nó là bây giờ từ là 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, số rất là thông dụng anh em. Đây đầu vọng nó cũng có gần còn rất là đẹp, rất là không màu anh em. Còn bén cạnh anh em. Đây. Rất là đẹp. Đây. Còn bén cạnh anh em, nó hơi rám rám ngoài da nhưng không thảnh đề anh em. 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 số quá trời liền luôn anh em. Rồi. 58/43, giá 450 anh em.
58/44 là một siêu phẩm luôn. Đây, cần tự động 1/2 snap on của Mỹ anh em. Đây, snap on của Mỹ. Này nó thay cắn cắn này trong do đồ dính với nhau anh em. Này snap on này. Cây này thì nó hiếm gặp anh em. Cây này nó rất là dài. Cây này chiều dài nó tới 38 cm lận. Đầu 1/2 còn cực kỳ đẹp. Đây, hàng xưa anh em. Đây, đây, cực kỳ cứng luôn anh em. Cứng ngắt luôn, không có lắc gì hết trơn anh em. Hàng xưa mà vậy đó anh em. Quá bền cây snap on này, phải nói là hãng quá bền. Đây thì nó có dây thân nó cũng hơi gắm gắm nhẹ anh em nè, hàng xưa mà. Đây thì có cắn cắn ở chỗ này gái này nè, đó cắn đây nữa nè, rất là hiếm gặp anh em. Đầu 1/2 hàng đỉnh luôn á, hiếm gặp của snap on. Cái này anh em nào có sưu tầm thì quá ngon rồi, quá đẹp. Hàng xưa, đầu 1/2 snap on. Đây đóng dây snap on đây nữa nè anh em. Rồi. 58/44, giá 1,2 triệu anh em. 58/45 là một cây cần tự động, hàng này hàng độc anh em. Đây, cần tự động 2 chiều. Nhưng mà đặc biệt cái nó là đầu khẩu luôn anh em. Khẩu nó thì nó bung được ra cái từ 10 đến 19 anh em. Anh em nè, anh em trượt cái này nè, anh em trượt lên thì cái này sẽ bung ra nè. Người thấy ý muốn của mình, nó sẽ từ 10 đến 19 anh em, 19 mm á. Xài được 10 đến 19 mm anh em, cầm một cây này anh em xài được nhiều thứ anh em. Thì chiều dài của cây này nó là 26 cm. Thằng này là của thằng Quắc xuất Mỹ anh em. Đây, mấy anh Korea, USA nè, xuất Mỹ. Hàng của thằng Hàn Quốc xuất Mỹ anh em. Đây, rất là đẹp, nguyên bản anh em, hoạt động ngon lành. Nó tự động 2 chiều luôn anh em. Hàng hiếm cái này cho anh em sưu tầm thì hết bài rồi. Rồi, 58/45, giá 650 anh em. 58/46 là một cái mỏ lết nhẹ của thằng Lotter. Cây này thì chiều dài của nó là 24.5 cm, hình thức thì còn rất là đẹp. Đây có lắm cám nhẹ nhẹ hơn ngoài da này nè, độ rơ ha không ít rất ít nè. Đây hàm bọng còn cực kỳ đẹp. Đây hàm bọng cực kỳ đẹp. Cái độ hả hàm của nó thì sẽ là khoảng 3,8 cm anh em. Cái này dơ. Rồi. 58/46, giá 300.000 anh em. 58/47 là một cây mỏ lết hàm ngang của thằng top 280 mm. Cái này chưa sử dụng anh em. Cái độ hở hàm của nó thì khoảng 7,5 cm. Đây còn rất là mới, chưa có dấu hiệu sử dụng anh em. Này hàm nó chưa có dấu hiệu sử dụng. Rồi. 58/47, giá 300 anh em. 58/48 là một cây cờ lê lực của Tonichi. Cây này thì 17 anh em. Chiều dài của cây này thì nó sẽ là 22 cm. Đây nó chỉ 2 newton thôi anh em, 17. Khẩu thì còn miệng còn rất là đẹp anh em, của Tonichi. Đây, hoạt động ok anh em, đã test ok anh em. Rồi, 58/48, giá 350 anh em. 58/49 cũng là cái cân lực cờ lê lực của Tonichi. Cây này thì 22 cm, chiều dài của nó là 26.5 cm, miệng của nó là miệng 22 anh em, 22 mm. Mình thấy thì còn rất là đẹp anh em, đã test ok anh em. Đây dây lực nó là 9 newton, 22, rất là đẹp. Rồi, 58/49, giá 400 anh em. 58/50 là một cây, cũng là một cây gờ lê lực. Cái này hiệu Canon. Cây này thì có 24 mm, nó lực của nó là 550 kg.
chiều dài của nó là khoảng 32.5 cm. Đây, miệng nó còn rất là đẹp anh em, có rám rám ngoài da một tí nè. Canon hay nè, 24 mm. Rồi, 58/50, giá 400 hay nè, 58/51 là một cái cần tự động của thằng Tone 12.7 mm. Cây này cái đặc biệt, cây này nó nhỏ gọn, nó đầu 1/2 nè, chiều dài cái này chỉ có 24.5 thôi, đầu 1/2 còn rất là đẹp. Đây, kỳ đẹp hay nè, nhỏ gọn lắm hay nè, động rồi ok, hiếm gặp mấy mẫu này lắm anh em. Con này nè, đây sao băng đóng đây luôn nè. Rồi, 58/51, giá 350 anh em. 58/52 cũng là cái cần tự động 1/2, thằng này có thằng Lotter, chiều dài cũng 250 mm luôn anh em, cái này chưa sử dụng anh em. Đây, rất là đẹp, đầu 1/2 ha nè, hoạt động ok. Đây còn rất là đẹp ha nè, chưa có dấu sử dụng ha nè, của Lotter. Nó cũng có rám rám ngoài da một tí ha nè, hàng này hàng bãi thì nó vậy đó. Rồi, 58/52, giá 350 ha nè. Là ba cái chạy vỏ xe, lớp xe đó anh em. Cái này thì hai cây thì nó của thằng Hoa Dân, thì chiều dài của nó thì thằng khoảng 28 cm, hai cây thì 28 cm, hoàn toàn chưa sử dụng anh em, cái đầu nó chưa sử dụng anh em nè, chưa có dấu sử dụng luôn. Giờ thì một cây 240 mm của thằng mỏ neo là ba cây đó. Hai cây Hoa Dân là một cây mỏ neo chưa sử dụng ha anh em. Rồi, cho anh em cải xe Honda hoặc là cái gì đó cũng được. 58/53, giá 300.000 ha anh em. 58/54, một cây mỏ hàng chì. Nó của thằng Sura. Nó là 100V 300W ha anh em, nó có công tắc nữa nè. Công tắc. Đây, cái mỏ nó đây, mỏ chưa sử dụng anh em. Cái này là chưa sử dụng. Đây. Trăm vôn 300W anh em. Đây. Rồi. 58/54, giá 400 anh em. Đã test ok rồi anh em. 58/55 là một cái dây nối dài cho anh em xài máy mài, máy điêu khắc đó anh em. Đây, dây này thì nó sẽ dài khoảng 90 cm anh em. Dây này dài khoảng 90 cm, cái đầu kẹp của nó là 6 ly, còn cái đầu trước này thì nó sẽ là khoảng khoảng 2 ly rưỡi 3 ly đảo lợi anh em, 2 ly rưỡi. Đầu kẹp này là 2 ly rưỡi anh em. Đây, 2 ly rưỡi. Đây, hình thức thì chưa sử dụng anh em. Đây, rất là đẹp. Mà cho anh em nấu dài cái máy mài máy khoan gì cũng được, anh em đưa vô cái khoan bàn nấu dài cũng được nữa, sử dụng đa mục đích luôn, để mài này mài kia mài tay anh em. Rồi, 58/55, giá 300 hay anh em. 58/56, hai cây búa nhựa của thằng Bissell.
hai cây này còn rất là đẹp anh em. Tặng khoảng 450 gram anh em, củ vì sale nè. Đầu thì mới xài nước nhẹ thôi anh em, nó còn rất là đẹp nè. Chữ bầm còn nguyên bản này nè. Rồi nó hơi cắn cắn nhẹ này, cái này cắn ít nhẹ nhẹ hơi chút nè, cắn chút thôi. Đầu này chưa cắn luôn nè. Đó, nguyên bản nguyên riêng anh em. Đây, rất là đẹp. Ít gặp cái này đẹp gì lắm anh em. Rồi. Năm 58 trên 56 giá 450 anh em. 8 trên 57 là một cái Eto Lucky. Cây này nó nặng khoảng 1,5 kg anh em. Đây hàm 75 anh em. Còn rất là đẹp. Đồ hở hàm khoảng 4 xăng anh em. Hàm khoảng 4 cm. Đây hàm bọng còn rất là đẹp anh em. Không có sử dụng qua, hơi cắn cắn nhẹ tí đây nè anh em, đó, cắn cắn nè, đó, nhẹ hơi tí à. Đây thì cũng có cắn cắn nhẹ tí nè. Đây, ống sò băng luôn anh em, nè, chữ sò băng nè. Của Lucky anh em. Hàm 75. Đây còn khá đẹp anh em. Rồi 58 trên 57 giá 550 anh em. 58 trên 57 giá 550. Là một cái Eto, cũng là Eto kẹp bàn, nhưng mà cái này cái size lớn anh em, của thằng Euron. Đây anh em có thể xây xây đảo chiều luôn anh em, đảo và đảo lợi hai, có anh em đây có ốc, đây có ốc mà anh em có thể xây qua xây lợi luôn ha. Cái này để nặng gần 4,9 kg anh em. Hàm nó hàm cái hàm nó thì nó sẽ là hàm 90 anh em. Hàm 90. Hàm 90. Hàm ngay này 90, hàm rất là đẹp ha anh em. Đây Euron. Rất là đẹp. Nặng khoảng gần 5 kg hay 4,9 kg ha anh em. Cái độ hở hàm của nó thì khoảng cũng 90 luôn nè, hở hàm cũng 90 luôn. Hở giờ hàm ngang cũng 90 đây. Răng vọng còn cực kỳ đẹp ha anh em. Nè, răng hàm răng caro còn kỳ đẹp. Đây. Caro rất là đẹp ha anh em. Nó kẹp dưới luôn nè. Kỳ đẹp anh em. Đây là cái Eto Euron anh em. Rồi 58 trên 58 giá 1,2 triệu anh em. Cái Eto Euron này anh em, Eto gặp bạn Euron size lớn này giá 1,2 triệu của Euron, nặng gần 5 kg, 4,9 kg anh em. Rồi hôm nay chỉ có 58 mã thôi. Anh em nào yêu cầu sử dụng liên hệ đến em. Rồi xin chân thành cảm ơn anh em đã xem.